Chào các bạn nhé. Chiếc máy hàn điện tử rất là đẹp và xinh, nhưng theo thời gian thì nó cũng rất là bẩn. Và chúng ta sẽ xem lỗi của nó đây này. Mình ghim điện nhé. Chúng ta nhìn nhé, nhìn đèn báo này, mình ghim điện này. Bùm. Đấy, đèn nó chớp chớp. Đèn chớp chớp như mạch đa hài đó. Và cái quạt nó cũng chạy, cũng chạy ngắt cái quạt này này. Rồi. Nó cũng chạy ngắt, quạt vẫn đang chạy nha. Và mình rút điện nó ra này thì nó vẫn cứ chớp ngắt mãi một lúc nó mới thôi. Bởi vì năng lượng nó đang tích trong bốn con tụ xịn. Tụ này mình đoán là tụ xịn nhá. Không phải tụ giả nên nó rất là lâu. Và cái quạt kia nó vẫn đang quay. Cứ quay nhà. Chờ một tí nó ngắt rồi này. Nó mới hết. Lâu lắm. Nó lâu hết điện trên bốn con tụ kia lắm. Các bạn nhìn cái quạt nha. Ôi lâu vãi. Lâu ghê. Thì với cái van như này thì mình đoán là đang bị chập tải. Đấy, dừng rồi. Đấy, quạt nó đã dừng nhá. Một lúc sau thì tụ này nó mới xả hết. Nó cũng chưa hết hẳn đâu. Nó vẫn còn khoảng 100V đấy. Nên chúng ta rút điện ra là chúng ta sờ vào nó là vẫn bị giật đấy nhá mọi người nhá. Con này chắc hàn mini của da xít, chắc là da xít xịn à hay là da xít gì thì không rõ, nhưng mình biết là căn tụ của này dung lượng đủ 400V 470mm này. Thì mình đang nói cho mọi người rồi, cái lỗi con này thì một ấy là đang bị chạm tải đầu ra dẫn tới con IC chạy ngắt. Hai ấy, thì đó là bộ nguồn cấp của chúng ta là đang bị có sự cố dẫn tới là nó cũng có nguồn ra rồi mất nha. Và bây giờ xem là nó bị hỏng ở cái gì. Thì trước khi mình ra mình vệ sinh ấy, thì mình cũng zoom để bắt ban bằng mắt trước nha. Bắt ban bằng mắt trước nha. Đây mình cố mình zoom lên nhìn gần này. Đó, zoom nhiều quá cái ca lông à, cái men này cũng sắp đi rồi. Đang lên nét tự động. Thì nó chạm tải đầu ra ấy, thì mạch nguồn này cái công suất nó sử dụng con NLK3, hình như là NLK626 ở trong cái đổ keo đổ silicon chống bụi chống bẩm này này mọi người này. Thì nhưng mà mình nhìn ấy, thì như là cái con IC này nó có một cái lốt ở đây ấy. Các bạn ạ, hai con IC mỗi con một con, mình chả biết tên nó là con gì nữa, 4688 à hay là con gì ấy. Mình hai con này thì là một con là kênh N, một con kênh P, hai con móc phét đúc trong một con tám chân này này. Thì hai con thì tương đương với là hai con kênh L, hai con kênh P tạo thành cầu H để lái cái biến áp chi xung. Đó, khi biến áp chi xung nó trong góc này này. Thì thông thường nó có hay bị chập con đấy. Thì nó cũng chạy ngắt như thế. Nhưng thường ấy, khi bị chập nó ấy, thì nó sẽ cháy một con điện trở 2 ohm 2R2 này. Ở đâu ấy? Cấp nguồn cho nó cơ. À đây là hai con của City rồi, City đưa về. Đây là biến áp City nhá, đây là biến áp nguồn cấp trước nhá. Nó sẽ cháy con điện trở để mình nhìn xem nó là con nào. Đây con 1 ohm đây này. Nhá, con 1 ohm này cơ thì nó cũng sẽ ngắt được, nhưng nhiều trường hợp ấy thì nó chập nhưng mà đích ngắt được. Nó đích cháy con điện trở này thì nó vẫn cứ thế mãi. Hoặc trường hợp nữa ấy, là chạm tải nữa ấy. Đó là cái quạt này bị chập, nhưng mà mình thấy cái quạt nó đang chạy. Nó có chạy được. Nên bây giờ chưa biết là như nào, bây giờ việc đầu tiên là phải đi ra ngoài đường vệ sinh sạch nó đã rồi tiếp tục nhá. Bạn nào muốn biết kết quả nó hỏng cái gì thì tiếp tục theo dõi nhá. Đó, cho nó đi spa ngoài rìa đường nó đã sạch đẹp hơn nhá mọi người nhá. Bây giờ bắt đầu tiến hành kiểm tra đo đạc. Đây là PTC giảm dòng nạp cho tụ cũng như là bảo vệ khi bị chập. Đây là dơ le, khi mà mạch hoạt động bình thường thì dơ le sẽ đóng tạch một phát thì gọi là lối chập hai chân PTC nhá. Đây là bốn con tụ tích trữ năng lượng của phần 300V. Đây là biến áp nguồn cấp. Đây là IC nguồn. Đây là con 3525 tạo dao động. Đây là con 358 liên quan đến xử lý tín hiệu R săn rồi vặn VR để điều chỉnh dòng nhá. Đây là quận City là quận đo dòng nhá. Đo dòng là khi mà dòng ăn nặng quá thì City đưa về đạt đến ngưỡng ấy, thì nó ngắt đấy, nó cũng báo được OC kìa, cũng đéo đèn đỏ kìa. Thì chắc chắn vẫn có MCR 100 nhá. Là con diode có điều khiển ấy. Còn đây là con PC817 là con hồi tiếp của
bật nguồn cấp trước nha, chứ nó máy hàn nó chả Mercedes đâu. Đây là con bi đáp động lực, đây là cầu chỉnh niêu. Cầu chỉnh niêu phải để như này thì mới gió mới thổi quạt qua mới tốt, như nhiều còn cái máy một bo mà cầu chỉnh niêu nó nằm phía trên này, chả có gió thổi vào nó toàn chết cầu chỉnh niêu thôi. Còn dưới cái miếng nhôm này là hai con diode hay bốn con nhỉ, để nhìn xem nào. Hai con thôi, hai con chỉnh niêu ra điện áp hàn. Và tất cả các máy hàn điện tử này điện áp ra hàn là tần tần điện áp DC nhá, không phải điện áp AC đâu nhá. Như vừa có bạn xem kênh bạn hỏi mình là điện áp dòng hàn ra. Và nói luôn ấy, điện áp ra khi chúng ta cắm điện ấy thì là cắm điện mà chưa có dòng điện áp hàn à, chưa có hạ chưa hàn ấy thì điện áp nó là đỉnh cao nhất, nó rơi vào tầm khoảng 60V trên dưới 60V đấy các bạn ạ. Và khi chúng ta quẹt hàn nhá thì nhiều người bảo là khi hàn thì điện áp nó còn có bao nhiêu. Đấy, có nhiều hỏi đấy nhưng mình cứ nói luôn. Khi hàn ấy thì là thông qua cái que hàn của chúng ta to này, hay là chúng ta chập nó dí hồ quang nó nhiều, hay chúng ta chập, nếu chúng ta chập bị dính que thì là điện áp nó về 0 nha. Và lúc đấy R-Sun phải có tác dụng để nén xung để không bị lỗ công suất. Còn khi chúng ta hàn mà vặn dòng hàn cao ấy mà chúng ta hàn tốt ấy thì có thể là nó sẽ điện áp của nó khoảng là 10V hoặc là 24V hoặc là 30V bởi nó rụt sụt áp xuống nhá mọi người nhá. Phụ thuộc vào dòng hàn và phụ thuộc vào cái hồ quang chúng ta đang làm cho nó xa hay thấp. Nên cái điện áp hàn ra là điện áp DC nhưng nó có cao thấp, có thể là nó là 0V khi bị chập tải, chập que, và có thể là cao nhất là khi không hàn nó là khoảng tầm khoảng trên dưới 60V nhá mọi người nhá. Mức nguồn DC nằm trong cái ngưỡng đấy nhá. À, còn đây là IGBT. Chạy 4 con IGBT à? Đúng rồi, không biết có phải này. Chắc là chạy theo kiểu lửa cầu thôi. Mình đoán chạy theo kiểu lửa cầu thôi các bạn ạ. Nhưng mình cũng chưa thấy có tụ nó nằm ở đâu. Đây là chạy cầu H nhỉ. Như vậy là ông này ông ấy chạy cầu H rồi. Chạy cái dòng chảy biến áp động lực này thì ngược xuôi rồi. Khả năng thế các bạn ạ. Bởi vì chúng ta sẽ thấy có mỗi một con tụ ở đây thôi. À, một con tụ bên này nữa. À, hai con tụ chạy lửa cầu đấy các bạn ạ. Không được chả quan tâm. Nó chết, mình sửa phần đấy thì mình quan tâm nhá. Nó có một con tụ ở đây này. Có tụ ở đây này. Tụ xuất áp đấy các bạn ạ. Tức là cứ lạp xả gọi là xuất áp ấy. Như vậy là hết rồi nhá. Chạy 4 IGBT. À, và cái mạch mạch nguồn này mình cũng chả biết nó tạo ra hai nguồn đối xứng mà thấy có một chỉnh niu ở đây này và một chỉnh niu ở đây nữa, hai con điếu song song nhá. Như vậy là hình như nó chạy nguồn đối xứng. Không rõ, kệ thôi. Bây giờ ấy, và cái lốt ở đây mình bảo là như nó lốt nổ nhưng không phải đâu nhá, đấy là cái keo phủ ẩm thôi. Keo phủ ẩm nó hần hần lên thôi, con này hỏng không thấy cháy nổ gì cả, nguyên mãn luôn. Không thấy gì cả nhá. Và bây giờ bắt đầu tiến hành đo. Thì kiểu gì nó sẽ tạo ra 24V tải nặng nhất của cái mạch này, đó chính là cái quạt nhá. Thì 24V với dương là cái dây đỏ này và GD là cái dây đen này nhá. Nó cũng là song song với cuộn hút của cái con dơ le đây, đây là tiếp điểm dơ le này. Tiếp điểm dơ le bên kia bên này nhá. Còn đây là cuộn hút này. Thì đấy, một chân cuộn hút và cái chân này kiểu gì cũng vòng ra đây nhá. Do đó mà bây giờ mình sẽ đo xem nguồn ra như nào, xem nó mấp mô như nào. Những video chia sẻ này mình hay làm từ chậm chậm để cho các bạn nào xem tham khảo cho vui, hoặc là các bạn thợ muốn xem trải nghiệm để lấy kinh nghiệm nhá. Bây giờ những video của mình nó chẳng ngắn nữa đâu, mình cứ vừa làm vừa nói chuyện này nó dài. Thì bây giờ lấy mát ở đâu? Mình sẽ dí mát ở cái dây màu đen này này. Thì kiểu gì đây cũng là GND toàn mạch nhá. Vẫn ghi qua bóng đèn 200W thôi nhá. Ghim điện này, bùm, ghim rồi, đang nhích nhích rồi nhá. Và đo nguồn 24V ra này, chúng ta thấy đấy, nó cứ 7V rồi 4V, 7V rồi 4V nhá. Đó, nên dẫn tới là quạt cứ nhấp nhả đấy. Và thử xem cái nguồn ra đây, khả năng đây là 24V ra này, nhưng mà cũng đang nhấp nhả thế nhá. Còn đây là nguồn trừ à? Không phải. À, nguồn này là nguồn 15V rồi. 15V cho 3525 dẫn tới là nó, mình cứ nghe tiếng tạch 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 ấy các bạn ạ. Như vậy là đang bị chạm tải ở đâu đó, hoặc như mình nói nhá. Như vậy là con mạch này nó ra hai mức nguồn. Một mức nguồn là ra tầm khoảng 15V chắc cho con 3525 này, và một nguồn 24V cho quần hút, cho quạt các thứ. Và cho khả năng là cho khối lái driver hai con 4688 kia thì không rõ. Nhưng nếu mà nhiều mạch ấy, thì là nó ra 24V ấy, thì 24V nó chả chơi thẳng vào con 3525 đâu. Con 3525 này không bao giờ chạy nguồn 24V mà nó sẽ có con 7815 để hạ ra nguồn ra 15V hoặc nguồn ra 12V cho nó nữa cơ nhá mọi người nhá.
Như máy chạy móc phét thì là chạy ra nó sẽ được cấp là khoảng 12V đấy, còn này không rõ thì đây cái mức nguồn này sẽ ra. Đó là cái biến áp này được cuốn nó chích ra một cái số vòng dây nhỏ để lấy nó ra như thế mọi người ạ. Thì bây giờ đơn giản nhất thì bây giờ thì rút tải nha. Rút cái quạt đầu tiên. Quạt có chạy đấy nhưng mà đôi khi nó vẫn cứ chết. Nó vẫn còn keo này. Rút nó bong hết cả chân nó lên luôn này. Thôi cho nó bong hết chân lên luôn vậy. À, được 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 rồi được rồi đấy này đục cắm nó lại không hề sai chiều đấy, bỏ ra một cái tải rất lớn và bây giờ sẽ ghim điện để đo thử nhá. Vẫn thế, như vậy là không phải quạt mọi người ạ, vẫn y như thế, cao hơn vừa nãy một chút nha, vẫn như thế nha. Để xài cho bông này có nóng không? À, có ông này nóng sao ấy? À, đang dùng vỏ sò, ối rồi nóng bỏng. Đấy, thì bắt được lỗi rồi, nha, nóng bỏng luôn. Nó vẫn đang nhấp nháy nên nó vẫn đang có bị chập tải. Mình sợ nó nóng rát và đúng cái con như mình bảo có cái lốt đây nhưng mà cái đây dùng gần đấy nhá. Để bắt bàn bằng 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 võ tay các bạn ạ. Bàn bắt bàn buồn cười ghê cái thằng kia này. Đây là mình thấy cái lốt nốt này nó phồng lên nhưng không phải lốt nốt phồng đâu. Cái này là cái sơn phủ ẩm, cũng có thể là do nó nóng lên nó sùi cái sơn phủ ẩm lên. Cái sơn chiếu ẩm lên nhá mọi người nhá. Như vậy bắt lỗi được rồi, thay mua 688 nhá. Thấy nóng bên này thì cứ thay bên đấy trước nhá. Ôi. Lấy quà ấy. Anh để nó đâu rồi nhỉ? Ở đây đây. À, đâu rồi này? Để nó ngồi trên máy lạnh là thôi nhá, không nó nhá. Có nó một mình một ghế này. Ok. Và đi. Ừ. Đi Quang Minh đấy à. Lại đi Quang Minh nữa. Ừ, thảo nào hôm nay phải lên muộn. Nhưng mà thay con xe Mitsubishi đây đi ngon hơn hẳn đúng không? À, thay con Mitsubishi đây đi ngon hơn hẳn đấy nhỉ. Vâng. Cái ngày xưa con tôi con gì nhỉ? Innova, con này lát như tương. Bạn lái xe đến lấy đồ mình sửa cho một công ty này, nó một bao nhiêu năm nó chạy lắp một con Innova và bây giờ nó chuyển sẽ được chuyển sang một con xe bán tải Mitsubishi nhìn khá chất. Mình đang thay đầu mỏ hàn lại ngồi nói chuyện một chút nhá. Hôm có bác ba cái nhắn tin Zalo mình bảo là làm như này nó sẽ lâu đầu mỏ hàn lâu đứt hơn ấy, là ba cái có xoắn sâu vào trong này, hiểu đúng thế thật nhưng khi bóp nó lâu nhiệt ở hơn. Mình cũng đầy làm như thế nhưng thôi mình cứ kệ thôi. À, đang kể cái thằng cu rồi. Ngày xưa công ty nó là lái xe nhé, nó hay chở khuôn. Công ty nó sẽ hay chở khuôn sở thiết bị sang các công ty khác hoặc lấy hàng các công ty khác ở về công ty đấy. Và thời gian rảnh thì là nó cũng hay làm những việc lặt vặt ở trong công ty đấy. Nó đi mua, công ty có thể giao cho nó đi mua bán như vậy. Nhưng mình đến công ty mình đang cần con tụ này đấy. Đơn giản nhất thì mình đến mình sửa cái máy phay mà nó đang không bơm được nước lên gia công chẳng hạn. Thế là do thợ trước họ đổi chạy điện 3 pha, tức là cái động cơ chạy 3 pha là chạy điện 1 pha chẳng hạn, đổi điện ấy từ 3 pha 200 thành chạy 380 cái máy khoan cần nha. Nên là nó hỏng con tụ 10 mi để lợi dụng cái là cái động cơ 3 pha chạy 200 ấy thành cái động cơ là chạy điện 1 pha, chạy điện 220 thôi và khởi động quá tụ đó. Nên tất nhiên thì hiệu suất nó giảm nhưng nó vẫn bơm nước lên được. Nên là mình kiểm tra thì bảo nó đi mua hay nó đi cầm, nó đi ra nó mua xong tóm lại nó mua hàng được, sau đó nó thanh toán được các bạn ạ. Và ngày xưa nhớ nhớ là đầu tiên đi cùng nó đi mua cáp điện, mua đâu dưới Hà Nội ấy, mua dây cáp điện cho công ty, lắp cho công ty ấy. Nó lùi xe, hai anh em đi lùi xe vào một cái góc cái phố gì có nhiều cây ấy. Lần đầu tiên mình mới biết là cái con xe Innova ứng dụng trên ô tô nó có cảm biến tiệm cận. Lâu rồi, cách đây lâu rồi cơ, cách đây hàng chục năm về trước hay hơn chục năm ấy. Thế là nó lùi, nó sắp gần, nó sắp chạm vào gốc cây ấy, lùi sao ấy. Thế mình thấy cái tiếng xe nó kêu tít tít trong xe. Đấy, càng gần cái gốc cây nó càng kêu to. Thế mình hỏi ơ cái gì nó kêu đây em, là nó sắp chạm phía sau nó kêu anh ạ. À, mình thì là cái thằng thợ điện tử nên mình biết ngay nó có cảm biến tiệm cận và bây giờ các ô tô đều ứng dụng nhiều nhé các bạn nhé.
tức là lùi gần sát đít ấy, thì bắt đầu nó khoảng cách bao nhiêu thì con cảm biến nó nhận diện được, thế là nó kêu, và càng gần hơn thì nó càng kêu to. Nó kêu không phải kêu to mà là kêu gần, tiếng kêu nó nhanh hơn. Innova, Innova của Toyota. Con này mình sẽ thay cả hai con luôn cho nó an toàn. À, đâu nhỉ, mình vừa lấy ra đâu rồi nhỉ? Ừ, vừa lấy ra một cái ở đây. Bốn con này là hôm nọ mua một ít đồ của linh kiện chất lượng. Lần đầu tiên mình mua 4688 của linh kiện chất lượng nha. Nói là chính hãng đây. Nó mà không chạy mình sẽ kiện linh kiện chất lượng.vn các bạn ạ. 4688 này nhiều trường hợp mua về chạy tí lại lỗ, chán đời cực kỳ luôn. Nó do nó đẻo đây, thấy linh kiện chất lượng nói là chính hãng mà. Đây nha, cho mọi người đọc tên một con nhá. 4688 có chữ M kìa. Mình vừa phải chát một ít keo tản nhiệt nên thì mới nhìn được đây các bạn nhá. Nó bé lắm mọi người ạ. Thực ra chết một con thì cũng thay một con cũng được đấy, nhưng mà mình muốn cho nó an toàn, thay luôn cả hai. Và cái con sống kia thì mình cũng cất đi rồi, chứ mình cũng chả lém rác các bạn nhá. Thay bằng ngọn sung thôi, cho nó điệu nghệ. Nói chung là mỏ hàn gì các bạn cứ làm, các bạn quen tay là các bạn đều làm chuẩn được mà. Nhưng con này nó bé thì giảm nhiệt đi một chút. Có cái VR chỉnh để giảm độ nóng. Phải vuốt hết keo đấy, hàn nó mới dính nha mọi người nhá. Cả tả tháo thế, bởi vì nó có keo là nó sẽ không bám tốt được mà. Và chúng ta biết chân nhá, chân nó luôn chân 1 là nó có cái ký hiệu đấy. Đâu là chân 1, chân 2 đâu đấy. Và cái bọn này thì là cái chân 5, 6, 7, 8 nó dính nhau hết. Chúng ta hàn chập nó to lên được và nó lắp tản nhiệt cho nó được nhá. Mình dùng chiếc đầu mổ hàn cháy kia của mình tản nhiệt cho nó luôn. Các bạn ạ, cái chân 5, 6, 7, 8 ấy. Nên do đó mà chỉ cần chú ý là hàn chân 1, 2 thôi. À 1, 2, 3, 4 cái hàng bên này thôi. Hàn không bị dính chân thôi. Còn bên kia lệch một tí cũng không sao cả. Bởi vì nó dính nhau hết mà. Đó chính là chân D và chân S của con Mofetting kinh P mà các bạn nhá. Mọi người không nhìn được nó. Đó. Đây, mình sẽ hàn chập con này. Tí nữa mình sẽ... Con này vướng con tụ này nhỉ. Thôi tháo luôn. Làm lâu một tí cho nó ăn chắc. Chúng ta vào Google chúng ta search 4688. Rất nhiều nơi bán nhưng chúng ta lên mua nơi có uy tín nhá. Không thì nó chết tại mình những thỉnh thoảng hay mua của Nguyễn Văn Đăng. Nguyễn Văn Đăng mà có cái biểu tượng cái ảnh, chắc là họ với quen biết với cái ông hài gì nhỉ, quên tất tên rồi. Suốt ngày ảnh có cái ảnh ở web đấy, ở Super hay cái gì đấy, là có cái ảnh của ông danh hài gì quên mất tên rồi. Mà thời một thời mà đại gia chân đất các thứ ấy. Cũng mua cũng khá ok. Nhưng con xe 3410 hay con xe gì nhỉ, cảm biến dòng ấy cũng dính chết các bạn ạ. Cũng dính nước chảy. Nó lại là họ chỉ chuyên cung cấp linh kiện máy hàn và bo dạ. Bây giờ thì không phải linh kiện máy hàn không, họ bán linh kiện. Nên đôi khi mình cũng mua con H30R1602 của cái web đấy. Đó là mình cứ kiểm tra thấy web nào nó rẻ và nó chất lượng thì là mình mua thôi. Chứ bây giờ rất nhiều nơi bán cạnh tranh nhau các bạn nhé, bán linh kiện ấy. Ngày xưa thì ít nhưng còn bây giờ thì quá nhiều. Đấy, ngồi vừa hàn vừa lại kể chuyện. Sáng sớm mở máy tính tự nhiên mở YouTube, tự nhiên YouTube họ đề xuất một list danh sách. List danh sách liên quan đến sửa ổn áp của một cái kênh gì đó các bạn ở đâu ở trên gần mình ấy. Ôi rồi mình xem cái video người ta cái kênh đấy nó nói về cái phân tích cái sơ đồ khối của một cái ổn áp, sai hết cả một hệ thống luôn. Thế mà vẫn chia sẻ trên kênh thì thấy sai thì nên xóa đi. Mình đầy video mình làm thấy sai mình xóa đi nhá, hoặc mình cắt bỏ cái đoạn sai đi nhá mọi người nhá. Ai đời vẽ sơ đồ khối ổn áp và phân tích theo kiểu ấy là biến áp đầu vào ấy là ở vào hai đầu dây của cái biến áp tự ngẫu cố định,
Còn đấy đáp đầu ra là chính là cái chổi quét nó sẽ điều chỉnh. Buồn cười ghê, chứ là người ta không tưởng tượng được cái ổ nắp nó thiết kế nó hoạt động như thế nào luôn. Thế mà vẫn làm video, vẫn cả list danh sách, vẫn có bảng hiệu, vẫn có cái bảng vẽ phấn như thầy luôn. Mình bảo đúng là bây giờ chia sẻ trên YouTube ấy, là các người xem mà không để ý thì xem những cái video sai lệch như thế thì chết toi cả một hệ thống luôn các bạn ạ. Nên mình làm đôi khi nhiều cái mình bị sai, mình phải cắt bỏ hoặc mình phải đính chính lại, hoặc mình sẽ xóa luôn, có video mình xóa là luôn đấy nhá mọi người nhá. Như ngày xưa mình có một cái video về tụ bù trong đất tử ấy, thì nó ăn dòng. Mà các bạn nhớ là ngày xưa là cái đồng hồ của mình ấy, là không phải đồng hồ này, chỉ đồng hồ đo dòng và đo điện áp thôi ấy. Thì thấy nó ăn dòng, thì ăn dòng thì tưởng là nó có ăn công suất cơ, nhưng thực ra là không phải. Sau khi dùng cái này mới biết đấy là nó ăn dòng thôi, nhưng mà công suất không có gì cả. Như vậy nó chỉ là tụ bù thôi, và đồng hồ công tử của chúng ta không sai. Nên mới đầu mình tưởng là nó sẽ ăn dòng, thế là sẽ tốn điện cơ. Nhưng sau đó là mình mới dùng chính cái đồng hồ của điện lực để mình đo thử, thì là nó không phải. Và mình đã làm một video chỉnh sửa lại cái đấy các bạn ạ. Vâng. Dạ. Cái men thằng lấy nó vừa lấy rồi. Thằng Dương nó lấy rồi, về lắp xem thế nào anh nhá. Mò này khả thi không? Không khả thi đâu. Em đang nghi là có một con chip nó xử lý cái tín hiệu của cái phần áp suất ấy. Phần áp suất sau khi nó áp suất nó giảm thì nó tụt thì nó phải chạy đúng không? Ừ. Nhưng mà em sò như anh chụp nhìn đường ấy về, nó về thẳng đến chân IC luôn, nó đi qua một vài con điện trở mình, em kiểm tra nó không thấy lỗi. Nhưng mà em cũng kiểm tra qua một số cái nữa, thì anh cứ thử đi xem có được không, có gì báo cho em nhé. Đấy, người ta cần gấp đấy, nên người ta điện luôn. Mặc dù lái xe đã đến đấy rồi, nhưng mà quản lý xưởng vẫn phải điện cho mình để xem, lấy được xem có khả thi như thế nào. Nhiều trường hợp là cũng không khả thi đâu các bạn nhé, vì khi không tìm ra lỗi. Không tìm ra lỗi là quay về là cái bo đấy là IC nó lỗi. IC nó lỗi thì không có thay, phải gọi hãng thay cả bo, nó đắt tiền các bạn ạ. Con này là con sống này, cứ để vào đây đi ấy đi, nó lẫn con kia. Đã thay xong nhá. Và bây giờ thực ra vào đây nếu mà đo là biết được nó chập đấy các bạn ạ. Và bây giờ là xem kết cờ quả. Tóm lại là sửa máy hàn điện tử, những cái máy hàn một bo này chúng ta cứ chuẩn bị IRF Z24, 9Z24 rồi 4688 rồi 3525, nhưng mà lên mua lại xịn mà, đừng mua lại đẻo. Mua này đẻo nhức đầu lắm các bạn ạ. Bởi vì là tiền nó không đáng bao nhiêu tiền nhỉ, nhưng mà tất cả mọi chi phí chúng ta cứ đánh vào giá khách hàng hết các bạn ạ. Và nó được hiệu quả công việc của mình. Như này nó cứ chết đi chết lại thì mệt người lắm. Bắt đầu ghi điện nhá. Đấy, tạch chạy vù vù luôn. 24V ra là 25V nhá. Và xem cái nguồn này nó ra bao nhiêu, là chắc là 12 hay 15V gì đấy. Nó có keo nên mình không giữ được, không ấy được đấy. 15V nhá. Do nó FB bằng DZ thôi nên không chuẩn. Đó này là con 3525 này chạy 15V. Và không biết là cái bộ cầu H kia nó chạy bao nhiêu thì mình đo được. Ở con 1Ω này mình biết được này. 15V nhá. Như vậy là 24V thì chỉ cấp cho dơ le và quạt thôi. Còn cái nguồn 15V này nó sẽ cấp cho lái 4688, lái cái miếng chi sung kia nhá. Và nguồn ra nhá. Đo nguồn ra của đầu hàn này. Đấy, 50V. Ok. Đã chạy. Và sẽ kết thúc luôn video. Nhưng mà trước khi kết thúc video thì cái đầu mỏ hàn vừa bỏ đi sẽ tản nhiệt cho hai cái cụ này. Dù là IC chính hãng mua đấy, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng bây giờ linh kiện điện tử bây giờ chất lượng nó kém. Với lại cái ông SMD này thì ông ấy chả chịu bằng cái ông chân cắm đâu. Nên do đó mà thôi, cái gì vứt đi rồi này. Cái vứt đi này, mình bây giờ mình tiếc, mình vẫn giữ lại này. Mình sẽ tản nhiệt cho nó luôn. Đồ bỏ đi bây giờ nó lại có tác dụng nhá. Đầu mỏ hàn đứt của mình hay làm tản nhiệt lắm các bạn ạ. Đồng xịn mà các bạn. Cái này mình không dùng thì tí nữa mình sẽ vứt thùng rác, các bạn hiểu không? Vứt thùng rác cho nó bẩn, cái linh kiện chết thế khi mình làm xong thế. Hôm nay sẽ chơi cho cỏ hơi to nhỉ, cho ngắn thôi. Không to.
đấy nhá. Thử cho các bạn một cái, sau cho các bạn xem nó như thế nào nhá. Bây giờ thì tăng nhiệt hết cỡ. Quay đoạn này cho mọi người xem cho vui thôi chứ kết video nó đã bắt được ban và nó đã chạy được rồi. Tí nữa kiểu gì mình sẽ ra mình hàn qua lại cái, hàn thử cái xem còn lỗi lầm gì không, thì đâu mình đi giả khách các bạn ạ. Mình gọi điện để khách đến lấy. Ôi ôi, cứ để cao như thế cho nó hoành tráng các bạn ạ. Nó có lật được không? Làm sao lật được? Ok một con. Tức một con bên này nữa. Tí nữa soi lên cho các bạn nhìn. Mục đích của mình là tăng độ bền cho thiết bị của họ thôi. Còn đâu các ông thợ làm có tâm địa răn rối và sửa xong, hy vọng nó chỉ dùng một thời gian nó hỏng lại để còn sửa tiếp ấy. Thì mình trong đầu mình không bao giờ mình có suy nghĩ thế nhá. Mình muốn làm theo kiểu tăng cái độ bền thì nó chả đáng bao nhiêu cả. Đây là cái đồ bỏ đi của mình thôi. Mình đã ép nó vào như thế để cho nó, bởi bọn này khi chạy kiểu gì nó sẽ sinh nhiệt nhiều lắm các bạn ạ. Nó cũng nóng đấy. À, thế vừa hôm qua sửa cái âm ly nó chạy sò Zika. Mình thấy khi chạy đập cái loa, cái công suất của nó chưa được 100W. Nó bở to nghe đứt tai, công suất một bên chưa được 100W. Thì mình mới hiểu ấy, là khi chạy móc phét ấy thì là nó sinh nhiệt trên cái miếng nhôm ít nhá. Hiệu suất nó cao hơn so với chạy sò BGT là 5200193. Rồi mình cũng đập tiếng to như thế, nhưng mà hôm trước sửa con sò âm ni nó chạy sò 5200193, mình thấy nó ăn lên hàng 100W, hơn 100W khi xung đỉnh, khi chống đập mạnh ấy. Nhưng con này thì vẫn mở cái ngưỡng như thế, mình cảm nhận như thế, mà nó chỉ lên đến tầm 5 hơn 5 60W thôi. Như vậy và tất nhiên là nó sẽ miếng nhôm tản nhiệt cho nó, cho móc phét cho chạy móc phét ấy, cho âm ni chạy móc phét ấy, nó sẽ nguội hơn, mát hơn so với chạy sò BGT các bạn ạ. Đó, buồn cười chưa, hai cái đầu màu hàn đất đã được ứng dụng theo kiểu hai cái dâu tản nhiệt đi lên trên, lại còn có gió thổi qua nữa thì vô địch các bạn ạ. Như vậy khó chết lắm này, nếu mà còn linh kiện mới chính hãng nữa các bạn ạ. Nếu mà nó là linh kiện đẻo thì đôi khi nó cũng chịu được các bạn nhá. Rồi chào mọi người nhá, chuyển sang sửa cái máy, cái lò vi sóng vừa ra hàn thử ok rồi. Và giải thích cho mọi người tại sao con 4688 chập mà lại nó cứ chạy ngắt như thế nhá. Đó chính là mạch bảo vệ quá dòng của con ICLLK626 này hoạt động, nó bảo vệ nhá mọi người nhá. Tóm lại khi nguồn ra, nguồn 15V bị chập đấy, dẫn tới là nó dòng chảy qua nó lớn quá, nó đạt đến ngưỡng ấy, thì nó sẽ ngắt, sau đó lại nhả, ngắt nhả, thành ra nguồn cứ chạy ngắt nhả thế nhá. Ngày nay những con IC nó ứng dụng sẽ phải có những cái mạch bảo vệ như thế, chứ không nếu mà không bị như thế nhá thì nó sẽ quá sức chịu đựng của nó sẽ nóng lên và nó sẽ nổ, nó hỏng các bạn ạ. Nhưng cái con này do mạch thiết kế này nó cũng củ chuối, ngày xưa con này hay là con 2R2 nó nhỏ thôi, để 4688 chập ấy thì nó cháy đứt này đi, mình gặp trường hợp nó cháy đứt đi thì coi như là mạch hoạt động bình thường thôi, nhưng mà không có điện áp hàn ra nhé, để nó bảo vệ, nó bảo vệ được chính IC như lần này thì nó bảo vệ theo kiểu nhấp nhả. Nên con một ôm này có đấu chập, khi hoạt động bình thường có đấu chập cũng chả sao cả các bạn nhé, dạng như điện trở cầu chì đấy các bạn ạ. Đây đang nói muốn làm những video nói về căn bản nữa ấy, thì mình đã nói cho mọi người về cách đọc này, điện trở như nào, tụ điện như nào, thì mình sẽ làm một cái video nữa là ứng dụng của con điện trở trong mạch, là những ứng dụng đường đi như nào, tác dụng của nó như nào trên mạch đó, sau đó diode, sau điện tụ điện. Mình đang muốn làm cái video căn bản sâu hơn một chút nữa, từng trải linh kiện sẽ đôi khi sẽ giúp ích được các bạn đang học nghề hoặc đang chuẩn bị làm nghề các bạn ạ. Đang có ý định rồi nhưng mà đang full việc chưa có thời gian làm,